tôi cho đội đội trọng tài Trung Quốc trọng tài trăm anh hả? Đánh bao nhiêu tiền? Tiền hai cửa trọng tài trăm đánh như ta bảo thăm cha nước phải đưa tiền lên đi trọng tài đi mua trọng tài ngoài sân 6-1 cho Tiến Minh. Ôi, quay ủng hộ thì Quốc Học nó sẽ mệt lắm rồi. Trận Bắc Giang bên kia xa quá mọi người ạ. Bắc Giang và Thái Bình. Trần Văn Ninh với Lê Anh Lâm Ai ơi cũng đã quay lại ở chế độ Full HD rồi. Mọi người yên tâm là sẽ được xem lại trên kênh YouTube Sport Badminton của Hùng. Mệt rồi, nản rồi. Thôi quay. Quá học nản rồi, đánh không cố gì. Mệt lắm rồi. Tỷ số Bắc Giang là 14-10 cho Bắc Giang. Trận đấu thứ nhất Bắc Giang thắng. Trận đấu thứ hai đang là 14-10 cho Bắc Giang nhá. 15-10 cho Bắc Giang. Anh Thư là trận đấu của thành phố Hồ Chí Minh. Anh Quỳnh, anh Trần Anh Trần điều hành trận đấu. Ok, chúng ta cùng xem trận đấu hay hơn nhá. Quốc Học đánh yếu quá không chịu được Tiến Minh. Trong set đấu thứ nhất thì Lê Thanh Lâm với một chiến thắng vừa đủ trước Tuấn Anh. 21-19, set đấu thứ hai này điểm đang là 3-1 cho Tuấn Anh Bắc Ninh, hy vọng sẽ được xem set 3. Cơ hội tấn công cho Lê Thanh Lâm. Cái cầu rất tự tin từ Lê Thanh Lâm, cơ hội tấn công. Một cầu rất tốt. Đổi điểm 2-3 cho Lê Thanh Lâm. Điểm 3-9 cho Quốc Học, sân bên cạnh. Xem một Lê Thanh Lâm thắng 21-19 nha anh Nguyễn Thế Anh ơi. Đập cầu tốt từ Tuấn Anh Bắc Ninh. Điểm 4-2 cho Bắc Ninh. Và chúng ta đang được chứng kiến trận đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội, trận bán kết đồng đội nam giải cầu lông đồng đội toàn quốc giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Đây là trận đơn đầu tiên trong set đấu thứ nhất thì Lê Thanh Lâm của Hà Nội đã giành chiến thắng. Lê Thanh Lâm của Hà Nội đã giành chiến thắng 21-19 và set đấu thứ hai này điểm đang là 5-2 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Ok, sau khi kết thúc 3 trận đơn thì sẽ đến 2 trận đôi cuối cùng mọi người. Khoảng hơn 1 tiếng nữa, khoảng tầm tiếng rưỡi nữa sẽ diễn ra các trận đôi. Ai thưởng 5 triệu thì anh Thế Anh ơi. Ép cầu ra ngoài của Lê Thanh Lâm. Điểm 6-3 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Anh nhận bên kia đấy. Quốc Học với Tiến Minh đang đánh Phan Thế Vinh ơi. Quốc Học đánh không đánh lên không đánh được. Mệt không chịu được. Điểm ra là 11-3 cho Tiến Minh. Đội
đôi nữ chuẩn bị này. Điểm 46 Lê Thanh Lâm giao cầu. Anh Phong làm nít. Em đi Nam động gì? Nam. Đôi nữ chuẩn bị đánh. Tiếp tục là một điểm số cho Lê Thanh Lâm Hà Nội 5-6, phải nói đây là một trận đấu rất ngang tài ngang sức. Trận 1 cũng rất kịch tính. Trận thi đấu tiếp theo trận thứ 2, bán kết đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Trận đơn thứ 2, Nguyễn Thị Ngọc Lan 5-6. Bắc Giang như đầu người tôi tấn công. Thái Bình điều hành trận đấu trong ngày chín công hưu nhà sau cầu Ngọc bớt nên được chụp quả nó hỏi quá. Trên sau này được nó chéo. Không vừa rồi đâu. Phải nói là Lê Thanh Lâm rất chủ động. Trận đấu này rất hay. Vâng, tấn công khá bất ngờ nhưng thủ vẫn chắc lắm. Quả lưới rất tự tin từ Lê Thanh Lâm. Điểm 6 đều. Tôi lại gỡ được 10 chai nước. Nước đi, nước đi. Nước. Ừ, 7 chai quá tội 50. Đấy, 53 năm đó. Cái gì 7.000. Vừa mía. Bên này là đá nước, là ba đá đỏ. Em trước anh 18 rồi. Phong cầu ngoài sân. Điểm 76 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Trận học với Tiến Minh nhà lắm mọi người ạ. Chắc 17 quá. Cầu ngoài sân. Điểm 86 cho Tuấn Anh. Quốc Học đang đánh nha mọi người, Quốc Học đang đánh với Tiến Minh. Trận Quốc Học đánh đấy lắm, trùng lắm. Tiến bún trận sau đánh nha chị Thỏ Ngọc ơi. Lúc này anh đi qua chỗ đi trận qua, Quốc Học đang làm 17-6 cho Tiến Minh. À quên, nút giao chỗ kinh tế phải không? Ừ, đúng rồi. Em đi đây nút giao Việt nó vướng nhiều đèn đỏ quá lâu. Thế thì tao mới bảo là tao đi sau mày nút gọi bắt đầu mới lên nút giao ấy mà làm tiếng mà. Hey! 77 cho Quốc Học. Quay nốt những điểm số cuối cùng giữa Quốc Học và Tiến Minh nhá. Điểm đang là 18-8 cho Nguyễn Tiến Minh. Chấm cầu ngoài sân 19-8 cho Nguyễn Tiến Minh. Ok, chúng ta xem nốt Quốc Học nhá, còn mấy điểm nữa rồi, 2 điểm nữa rồi. Đánh 20-8 cho Nguyễn Tiến Minh. Quý thủ quà. Tôi đang nghĩ là nó chấp được 10 quả. Nó đánh được 10 quả. Lúc nào cũng 15 quả cho mình. Rồi, 9-20, cố quả nữa lấy 1 lít của anh Việt nào. Điểm 9-20 Quốc Học giao cầu. Cầu ngoài sân 10-20 anh Quốc Việt mất tiền rồi. Quốc Việt mất tiền rồi. 10-20. Không kịp rồi.
21-10 vừa đạt mục tiêu được 1 lít. Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 3, bán kết đội tuyển Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân. Trận đơn thứ hai, Phạm Cao Cường đại diện đội Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Duy Nam đại diện đội Công an Nhân dân. Điều hành trận đấu thuộc địa chỉ Thanh Tùng, các phải đau cầu Anh Toàn. Thôi giao lưu các anh thì hay quá nhỉ. Ok, xem đấu thứ hai giữa Lê Thành Lâm Hà Nội đang đấu đỏ với gần màn hình và Tuấn Anh Bắc Ninh đang đứng phía xa màn hình. Điểm số đang là 10 đều. Trong xét đấu thứ nhất thì Lê Thành Lâm giành chiến thắng 21-19. Phía bên kia trận đơn 1 Bắc Giang ăn Thái Bình nhá. Bắc Giang ăn Thái Bình trong vòng 2 set. Đồng đội nữ ấy mọi người. Trận này đang hay mà bạn ơi. Quá hay từ Lê Thành Lâm. Điểm 11-10 phải nói là tại giải đấu Lê Thành Lâm có một phong độ thi đấu thực sự rất ấn tượng. Tỷ số giữa Bắc Giang và Thái Bình đang là 6-3 cho Bắc Giang trong trận đơn 2 trận đấu thứ nhất. Sân bên cạnh thì diễn ra trận đơn 2 giữa Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Duy Nam gặp Phạm Cao Cường. Anh Tuấn Anh đang rất cố gắng. Để nói là Lê Thanh Lâm tại giải đấu này đánh hay thật. Cao Cường không thua được mọi người ạ. Ở Việt Nam thì chỉ có Hải Đăng với Tiến Minh thì gần như mới có khả năng đó. Đập cầu tốt từ Tuấn Anh, một pha gõ cổ tay rất hay. Điểm 11 đều, xét đấu thứ hai. Học đánh xong rồi anh Hoàng Đông ơi. Học đánh với Tiến Minh xong rồi. Mười một đều. Đập cầu. Đập cầu rất tốt. 12-11 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Ok anh Bùi Phúc Thành. Học đánh với Tiến Minh mà anh ơi. Xem một học lên được 6 quả, xem hai lên được 10 quả. Cầu rất chắc chắn được anh Tuấn Anh. Cơ hội tấn công. Cầu ngoài sân. 13-11 cho Bắc Ninh. Sang tuần sau mới up các video của giải này lên kênh nhá. Có video của ngày hôm qua và ngày hôm nay nha. Sang tuần sau mới up được. Bởi vì cuối tuần này Hùng đi đánh giải sinh viên rồi. Chiều mai đánh rồi. Sáng mai phải về Hà Nội sớm. Thanh Giào anh đăng ký, mọi người đăng ký kênh YouTube của Hùng nhá. YouTube Sport Hùng Badminton. Tổng hợp rất nhiều các trận đấu hay tại giải đấu này cũng như là các giải đấu trước kia. Như Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc hay là Cúp Truyền hình Bắc Ninh hay là Sipucha Hà Nội. Mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ cái live stream này để có nhiều người xem hơn được không ạ? Không tính là mai về Hà Nội buổi tối lại lên quay chung kết nhưng mà phải có động lực thì mới lên. Đúng rồi anh Vinh Nguyễn ơi, đây là bán kết nhá. Đây là trận đơn 1 giữa
giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Điểm 12-13, trận đấu thứ hai Lê Thanh Lâm giao cầu. 14-12 cho Tuấn Anh, một tình huống ép cầu lưới rất nhanh. Tình hình là đánh xếp 3 rồi. Tuấn Anh cố lên nào. Xem thử xem là Lê Thanh Lâm có đủ bản lĩnh để thắng xếp 2 này không. Bắt lưới rất nhanh, rất chính xác. 15-12 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Ok, anh Đức Anh dùng iPhone 7 Plus nha. 7 Plus để ly nha. Vẫn còn rất cố gắng. Cầu vẫn trong sân. 16-12 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Khả năng cao đánh xếp thứ 3 rồi. Cố lên em ơi. Đấy, ôm ra đây anh ôm đây. F4 từ đời nào anh thay mấy, anh thay mấy đời máy rồi anh Đức ơi. Rất tự tin. Rồi lên anh Lâm định lên bắt lưới, định bắt bài tuy nhiên đã bị lừa mất rồi. 17-12 cho Tuấn Anh. Cơ hội nhịp ạ. Không phải 4 nhịp không ạ. Mọi người có thể ủng hộ Hùng bằng cách dùng chia sẻ livestream này để có nhiều người xem hơn đúng không ạ? Rất nhiều người mong muốn được xem trận đấu này. Trận đấu bên này giữa Lê Gina và Phạm Cao Cường cũng rất hay. Ôi, Lê Gina đánh hay quá nhỉ. 4-1 cho Lê Gina, mời các khán giả ủng hộ Lê Gina rất nhiệt tình. Tiến Minh đánh xong rồi nhá, Victor ơi. Lừa đảo cái gì anh ơi. Nhưng Tiến Minh đánh xong rồi. Ok, em cảm ơn anh Ngọc Nhung nhá. Có đánh đôi kia đâu. Điểm 13-10 Lê Thanh Lâm. Không. Rồi ít thôi cô ơi. Mình cứ ngồi mình hưởng thôi anh tổng ạ. Còn tiền hết trong này chưa. Bắc Ninh xếp 2 đang dẫn 18-13 rồi. Chém cầu rất tốt từ Lê Thanh Lâm. 14-18 anh Di Nam cố lên. Lê Thanh Lâm giao cầu. Lại là một tình huống ép lưới rất hay từ Tuấn Anh. Vâng, Lê Thanh Lâm lên chú ý những đường cầu như vậy. Lê Thanh Lâm đã mất khoảng 2-3 điểm số với những tình huống tương tự rồi. Điểm 19-14 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Ông anh của em này. Cả chiên trai là quánh cho Từ An. Đi ăn đi bọn em toàn 3-4 giờ sáng rồi. Trận giữa Lê Thanh Lâm và Tuấn Anh rất hay. Ngoài sân rồi. 20-14 cho Tuấn Anh. Trận đấu giữa Lê Duy Nam và Phạm Cao Cường cũng đang rất hay. Điểm đang là 7-4 cho Lê Duy Nam. Chém cầu ngoài sân. 21-14. Em quán chỉ một xét. Học đánh rồi nha Quốc Việt ơi. Nhanh.